Chào anh xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, hiện nay thì rất nhiều người thường xuyên có thói quen là ăn mít và bỏ đi hạt Tuy nhiên thì mọi người lại không biết rằng trong mít có chứa rất nhiều protein, lipid cũng như là các khoáng chất có ích trong cơ thể Và ngoài ra thì hạt mít còn có rất nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà chúng ta chưa hề biết đến Dưới đây sẽ là những công dụng tuyệt vời của hạt mít Công dụng từ hạt mít 1. Giúp sướng chắc khỏe Ngoài hàm lượng canxi thúc đẩy sự chắc khỏe của xương, hạt mít cũng chứa kali giúp xây dựng và cải thiện sức khỏe của xương. Nếu muốn góp phần xây dựng cơ bắp và giữ cho xương mạnh mẽ, không nên bỏ qua việc ăn hạt mít. Ngoài ra, magie là một trong những chất dinh dưỡng giúp cho quá trình hấp thụ canxi của cơ thể cũng giàu trong hạt mít, ngăn ngừa chứng loãng xương. 2. Tốt cho mắt và ngăn gãy rụng. Ít ai nghĩ rằng vitamin A có nhiều trong hạt mít, giúp duy trì đôi mắt sáng khỏe ngăn chặn các bệnh về mắt. Vitamin A cũng giúp tóc chắc khỏe, ngăn ngừa gãy rụng. Protein không chứa cholesterol tốt cho cơ bắp. Các chuyên gia y tế kết luận rằng protein thực vật có lợi hơn đạm động vật. Hạt mít chứa hàm lượng protein khá cao và protein từ hạt mít không chứa cholesterol. 4. Ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ da tươi tắn. Theo y học cổ truyền, hạt mít có tác dụng bổ trung ích khí và gây trung tiện, thông tiểu tiện. Hạt mít chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp ngăn ngừa chứng táo bón, đồng thời thải các độc tố trong cơ thể. Chữa trị táo bón cũng là cách giúp cơ thể có một làn da tươi tắn hơn. 5. Chống ung thư. Các chất chống oxy hóa trong hạt mít làm chậm sự thoái hóa của các tế bào cơ thể và hoạt động đặc tính chống ung thư, giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh ung thư. Trong hạt mít cũng rất giàu vitamin C, một chất dinh dưỡng chống lại virus và vi khuẩn tăng cường hệ miễn dịch bằng hỗ trợ chức năng các tế bào máu. 6. Ngăn chặn nhiễm khuẩn, giảm stress. Hạt mít có đặc tính kháng virus và kháng khuẩn, thường xuyên tiêu thụ hạt mít giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và các vấn đề về kháng khuẩn. Bên cạnh đó, hạt mít còn chứa vi chất dinh dưỡng làm giảm bớt sự căng thẳng. 7. Cải thiện sức khỏe tình dục. Ở phương Đông đây là thức hạt truyền thống và cũng là thành phần của phương thuốc truyền thống trong điều trị rối loạn tình dục. Chúng được coi là một loại thuốc kích dục với khả năng kích thích khoái cảm trong chuyện đó. Sắt là một trong những dưỡng chất quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe tình dục và sinh sản. 8. Giảm nếp nhăn. Tin vui cũng là tin dành cho chị em, bởi hạt mít giúp giảm nếp nhăn trên khuôn mặt. Ngâm hạt mít trong sữa lạnh, sau đó xay nát hạt mít và đắp lên chỗ có những nếp nhăn thường xuyên sử dụng loại mặt nạ này sẽ giúp cho da rẻ hồng hào, giảm bớt nếp nhăn, tốt cho tinh thần. Vitamin A giúp tăng nhanh sự tái sinh của tế bào da, khiến da sáng và hồng hào. Hãy sử dụng hạt mít như một phương thuốc cho da, giữ ẩm và giảm thiểu nếp nhăn. 9. Giảm cân Một công dụng nữa dành cho chị em phụ nữ, đó là hạt mít cũng là một nguồn cung cấp dồi dào chất xơ và rất ít caro. Điều này giúp nó trở thành một trong những thực phẩm tốt cho những người đang giảm cân. Vâng, với những công dụng kể trên của hạt mít thì tôi tin chắc rằng quý vị sẽ không còn bỏ chúng đi nữa đâu ạ. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích và hấp dẫn. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!